Di xin chào quý vị và các bạn. Cũng video số tiếp theo, chúng ta cùng chiêm ngưỡng một cái siêu phẩm siêu kinh điển, tác phẩm Hoàng Anh Mộc Cả Đời. Cái này riêng cái chiều giờ của chậu 5m, chiều rộng 2,5m. Khủng khiếp. Cái này hiện giờ nhà vườn vẫn còn đang nuôi. Gì quá nghệ thuật cho cái siêu phẩm Hoàng Anh Mộc. Cái này mà nhà vườn nuôi chừng khoảng 2 năm này, tạo được bộ giam cho cây, có thể làm dậy sáng ra hội đam mê những người yêu dúi như là Hoàng Anh Mộc. Quái lạ. Đây là cái hình ảnh mặt chính của siêu phẩm siêu kinh điển Hoàng Anh Mộc tại nhà vườn Khánh Nghĩa. Cách đây khoảng một tháng mình có ghé thăm nhà vườn. Thời gian tới sẽ gây sông sâu trong cái lòng nghệ thuật và bóng xe tác phẩm Hoàng Anh Mộc đọc và lại. Quá đẹp. Nhà vườn mới có đang nuôi và định hình những cái tay cành chính thôi. Anh em nào nếu mà thật sự đam mê siêu phẩm này chờ đợi, hẹn quý vị và các bạn khu 56, mình sẽ quay trở lại và ghi hình cái tác phẩm để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái đồ sộ. Ui, quá nhiều. Nói nhiều một giờ không biết bao nhiêu tuổi. Quá nhiều.
quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Thấy được một màn siêu kinh điển của tác phẩm Hoàng Anh mà. Do cái điều kiện nhà vườn ở gần đường quốc lộ này, phần âm thanh rất là ồn, mong mọi người thông cảm. Yeah.